giá xăng dầu hôm nay ngày 17 tháng 12 tiếp tục giảm giá sau phiên giảm ngày hôm qua. Giá dầu giảm phiên thứ hai liên tiếp trước các báo cáo về số hàng tồn kho của Mỹ tăng cao. Giá xăng dầu thế giới Theo ghi nhận lúc 5 giờ sáng nay, nhờ Việt Nam, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI của Mỹ ước tính đã giảm hơn 1% lên mức 46,56 USD sạc thùng. Giá dầu thô Brent cũng giảm thêm gần 0,5% xuống mức 50,20 USD sạc thùng. Giá xăng dầu hôm nay, giá xăng dầu 17 sẹt 12, giá xăng hôm nay, giá xăng 95. Giá xăng giảm bản giá xăng dầu thế giới cập nhật lúc 5 giờ ngày 17 tháng 12 giá dầu tiếp tục giảm trong phiên giao dịch ngày hôm nay do sản lượng tồn kho ở Mỹ tăng bất ngờ và khi các nhà đầu tư lo lắng về nhu cầu. Nhiên liệu bị siết chặt khi các nước châu Âu đang thực hiện các chính sách thắt chặt để chống lại dịch COVID-19. Giá xăng dầu trong nước Chiều ngày 11 tháng 12, Liên Bộ Công Thương, Tài chính đã điều chỉnh giá xăng dầu trong nước. Theo đó, giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng trên thị trường tăng mạnh trở lại. Kể từ 16 giờ ngày 11 tháng 12, giá xăng dầu trong nước đồng loạt điều chỉnh tăng. Trong đó, giá xăng E5RON92 tăng thêm 635 đồng lít. Xăng RON95 IEE tăng 656 đồng lít và giá dầu DEGEN 0.05S tăng 458 đồng lít. Cụ thể như sau, bản giá bán lẻ xăng dầu trong nước hôm nay ngày 15 tháng 12 xăng E5RON92 không cao hơn 15.129 đồng lít, tăng 635 đồng lít so với giá hiện hành. Xăng RON 95 IEE, không cao hơn 16.007 đồng lít, tăng 656 đồng lít so với giá hiện hành. Dầu diesel 0.05S, không cao hơn 11.892 đồng lít, tăng 458 đồng lít so với giá hiện hành. Dầu hỏa, không cao hơn 10.777 đồng lít, tăng 639 đồng lít so với giá hiện hành. Dầu mai giúp 180 CST 3.5S, không cao hơn 11.942 đồng trên kg, tăng 200 đồng trên kg so với giá hiện hành. Mức giá bán xăng dầu chính thức có hiệu lực từ 16 giờ ngày 11 tháng 12 năm 2020. Cảm ơn bạn đã lắng nghe tin tức của Trung tâm. Một lần nữa, chúc các bạn có một ngày hạnh phúc và vui vẻ. Nếu các bạn muốn cập nhật nhiều tin tức hơn nữa thì hãy truy cập trung tâm.com.vn Ở website sẽ có đầy đủ mọi tin tức về giá cả hàng ngày cũng như những kinh nghiệm sẽ rất bổ ích cho các bạn ở cuộc sống thường ngày Đừng quên nhấn like và theo dõi kênh trung tâm để cập nhật tin tức trong ngày nhé Cảm ơn các bạn